Siro bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ không đường, thích hợp cho người kiêng đường, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Anh đi vô khách sạn đó rồi, em đi vô xong 15 phút sau mới đi vô heo. Thì em nói với lễ tân là em gái của hai cái người tên đó lên đó đó. Thì ở cả Hán rồi, lễ tân họ cũng biết. Chồng em mở cửa cho em là chồng em xám mặt liền, không nghĩ là em sẽ đi đánh ghen mà còn đi một mình nữa. Em cũng gặp mặt người đó em nói chuyện. Nói một hồi không ai giữ được bình tĩnh hết thì người đó mới buông ra một câu giờ. Ai có tiền thì có quyền, lợi thế hơn. Tình cảm thì cũng mua bằng tiền thôi. Anh rất là mong có một đứa con nơi em. Thì anh rất là thương em. Nhưng mà mẹ chồng em nói một câu vậy nè: nếu như mà hai đứa đã không có con rồi, hôi nhau đi. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Chúng ta gặp nhau mỗi tuần một lần cùng với một câu chuyện của khách mời mang đến cho chương trình, chỉ với một mục đích duy nhất là chúng ta sẽ sống nhiều hơn một cuộc đời để có thể có thêm nhiều góc nhìn, lắng nghe thêm nhiều chất liệu và từ tất cả những điều đó quay trở lại giải quyết những khúc mắc trong cuộc đời của mình mà mình đang đối diện. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng chưa biết ai sẽ đến đây kể câu chuyện như thế nào. Ngay bây giờ câu hỏi ấy sẽ được giải đáp. Chào em. Dạ chào chị ạ. Mặt thì không thấy nhưng mà tên thì vẫn phải có một cái tên để chúng ta cùng nói chuyện với nhau. Em muốn dùng cái danh xưng gì, cái tên gì để mình trò chuyện? Dạ cứ gọi em tên Hương ạ. Hương ha. Dạ. Có khi nào việc mà mình không xuất hiện trước ống kính nó làm cho em dễ kể thật hơn không? Dạ đúng rồi. Cái chuyện mà không xuất hiện trước ống kính á, vừa bảo toàn cho cái người cũ của em cái cuộc sống an yên của họ mà vừa để cho em thấy mà yên lòng á, em trải lòng, em tâm sự hết cái chuyện của mình không một chút gì ngại ngùng. Mình có thể đang hình dung một cái câu chuyện mà sắp được nghe là một câu chuyện về một mối quan hệ hôn nhân hoặc là một cái chuyện tình cảm. Dạ. Trong quá khứ của em đúng không? Dạ là chồng em. Là chồng luôn. Dạ. Hả? Năm nay là em bao nhiêu tuổi Hương? Năm nay em 36 tuổi. Vậy thì cái năm mà mình gặp chồng mình, lần đầu tiên mà mình biết có cái người này trên cuộc đời, năm đó mình nhiêu tuổi? Vừa mới được 20 tuổi luôn, đúng là năm sinh nhật của em luôn, vừa mới bước qua 20 tuổi luôn. Thời kỳ đó là em đi làm mà em bị té gãy chân. Cái ở nhà cũng rảnh rỗi á, rồi có máy vậy đó, cái lên chơi. Thì vô tình là anh cũng đi làm đêm, anh làm đêm ở công ty đó, anh làm đêm không mà anh không có làm ban ngày. Thì buổi tối đó anh cũng rảnh, anh cũng vô trên trang web đó anh chơi. Thì vô tình hai người tìm kiếm gần nhau á, rồi cái gặp nói chuyện với nhau thì rất là hợp. Xong rồi cứ nay nói, ngày mai nói, ngày mốt nói hoài. Cái không biết yêu nhau từ lúc nào. Rồi hai đứa cũng có hẹn gặp nhau. Rồi mình có biết anh làm công việc gì chưa? Anh là kiểm hàng. Kiểm hàng, dạ. Kho. Anh quê ở đâu? Dạ anh quê Bến Tre. Rồi nhưng mà anh làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng. Thời gian đó là em còn đang bị gãy chân ở nhà. Thì sáng anh ra cá thì anh sẽ qua chở em đi ăn sáng. Này nọ xong xuôi anh mới về anh nghỉ ngơi. Cái thời gian mà em hết gãy chân rồi chuẩn bị đi làm á, thì anh qua anh chở em đi làm. Tối canh rước em về, xong rồi anh mới vô ca anh làm. Trời ơi rất là bài bản và nhịp nhàng luôn. Anh lo cho em dữ lắm. Lo cho em giống như là cha mẹ em lo cho em. Có thể còn hơn hết nữa. Nắng mưa gì cũng vậy cũng qua chở em đi làm, canh đón từng giờ từng phút. Bệnh thì nhiều khi em chưa có biết là em bệnh rồi, anh đã biết em bệnh rồi. Rất là thương, rất là lo lắng, rất là hiểu luôn. Vậy thì sau bao lâu thì mình cưới? Từ cái thời gian quen nhau 4 tháng cho đến lúc mà cưới thì là 8 tháng, là vừa đủ 1 năm quen nhau là cưới. Vậy thì có dấu hiệu gì mà mặc dù nó mỏng manh thôi, nó rất là mơ hồ thôi, nhưng mà mình cũng có dự cảm rằng là cũng có vài cái tính từ phía của ảnh hoặc là vài vấn đề từ phía ảnh mà mình thấy nó cũng lấn cấn đó. Nói chung là cũng làm cho mình suy nghĩ đó. Có không? Có chị. Nói chung là em quen anh thì anh cũng lớn tuổi hơn em, lớn hơn nhiều chứ không nhiều phải là bao nhiêu. Anh lớn hơn em đến hai con giáp rồi. Hai con giáp rồi. 24 tuổi, hèn chi hồi nãy bà so với ba mẹ bà. Giờ tôi hiểu là vì sao có cái sự so sánh đó rồi.
rất là lớn luôn rất đó. Rất là lớn luôn. Vậy gia đình em có vấn đề gì trong cái sự chênh lệch tuổi tác này không? Có. Không những gia đình em mà gia đình anh nữa. Hai bên là cấm cản tuyệt đối. Cấm tuyệt đối? À. Vậy thì trước em là ảnh đã có vợ. Ảnh đã có vợ. Dạ, đã hôn nhau rồi. Mấy dạ. người vợ trước em? À, hai người. Cái người mà thứ nhất á, không phải là anh bỏ mà là họ bỏ anh. À, còn cái người thứ hai là do chị bệnh, chị mất. À, nên lúc đầu em cũng lấn cấn, em nghĩ chắc ông này có vấn đề gì. Nhưng mà về sau à, thời gian em quen anh á, em thấy anh rất là tốt. Không những tốt riêng mình em mà tốt gia đình em nữa. Vậy thì quá lớn tuổi là một, hai cuộc hôn nhân là hai. Dạ. Đây là hai cái vấn đề để mình không có được ủng hộ từ hai bên gia đình. Dạ đúng rồi. Nhà em thì quan ngại là anh lớn tuổi. Còn gia đình anh quan ngại là em lấy anh vì lợi. Trục lợi. Trục lợi. Vậy thì nếu như hai bên đều cấm tuyệt đối như vậy thì các bạn đã làm gì để sau 8 tháng tổ chức được cái đám cưới? À, nói chung là em cố gắng cho mọi người biết là anh thương em thật lòng thôi. Và em cũng cố gắng cho bên kia biết là em không có lợi dụng gì anh hết. Tại vì trong công việc em cũng đi làm, bản thân em cũng đi làm, gia đình em thì cũng không có hề mà nhận gì nhiều về phía anh hết. Cũng bình thường thôi. Thì nói chung sau 8 tháng á, thì cái sự mà cấm cản nó cũng giảm dần rồi. Nên là bọn em cũng tiến tới cái chuyện đó. Nhưng mà nó không có được rình gan như người ta thôi. Chắc là đơn giản thôi. Đến mức nào? À, chỉ có bạn bè hơn với lại cô dì chú bác thôi à. Rồi sau đó, sau cái đám cưới? Sau đám cưới thì nói chung là bên nhà em thời gian đó mẹ em cũng bệnh, nên là cũng muốn là em sống chung với mẹ em thời gian đó để lo cho bà bệnh á. Thì sống với nhau thời gian ở bên mẹ. Xong rồi cái về sau mẹ em bệnh mất đi thì anh em trong nhà không có được hòa thuận, nên hai đứa mới dọn ra ngoài ở riêng. Thì nói chung là từ lúc cưới cho đến lúc mà chung sống với nhau 10 năm vậy á, rất là hạnh phúc, hạnh phúc hơn ngày đầu. Vậy thì khi mà em chia sẻ là sau khi mẹ mất thì gia đình của mình cũng có nhiều xáo trộn, thì những cái xáo trộn đó nó đến mức nào? Là cũng có cãi nhau, đánh nhau. Anh chị em á, nghĩ là anh lớn tuổi quá không có hợp với em, nên là kiểu mà chỉ muốn là không bằng lòng ra mặt này nọ khó chịu thì để làm cho bọn em nản, bọn em xa nhau thôi. Nhưng mà cái vấn đề đó không có phải là một phía gia đình mà hai bên luôn. Hai bên ra là anh bị gặp trắc trở bên em thì bị gặp trắc trở bên anh. Tức là sau khi cái đám cưới đã diễn ra rồi, dạ, mọi người vẫn chờ đợi một cái ngày là hai bạn ly hôn. Ly hôn, đúng rồi, chia tay. Nói chung là người ta đang cố gắng, rất là cố gắng. Đã nói giống như là bản thân mình thì thấy hợp á, mà bản thân người ta đứng ngoài người ta thấy mình không hợp. Đó, thì cái gì nói chung là ngứa mắt thì người ta sẽ làm cho nó tan rã. Mà em thì không bị một phía mà bị đến hai phía, bên em bên anh luôn. Nên mình bọn em mới quyết định là dọn ra trọ ở riêng. Sau khi mẹ mất thì hai bọn em tính đến chuyện có con. Thì cái chuyện đường con cái nó cũng lại không có được thuận lợi nữa. Nên là một mình em mà trải qua hai ba nỗi đau trong một cái thời điểm đó, thì mới cảm nhận được cái sự anh yêu thương, anh lo lắng, anh quan tâm cho em nhiều vậy. Thì em cũng nghĩ đơn giản hơn đó, bây giờ không có con mà cần anh thương mình vậy thì cũng ok, cũng sống với nhau suốt đời miễn mình không có bỏ anh thì là được rồi. Tại vì cái lúc đó nghĩ là mình còn trẻ hơn, mình không bỏ ổng thôi chứ ổng bây giờ ổng bỏ mình đó. Mình nghĩ mình kèo trên đó hả? Nhan dạ. sắc cũng là một lợi thế hả? Dạ. Nhan sắc và tuổi trẻ. Thì thời gian đó vừa tiền trọ, tiền con cái, đi lo chữa này nọ, nó làm cho bọn em thấy là áp lực. Bọn em vẫn lúc là vẫn còn yêu thương nhau nhiều, nhưng mà lo là giọng mạnh đứa nào cũng thấy cắm đầu đi làm để kiếm tiền, mà kiếm tiền lo cho cuộc sống. Thì em với anh cũng ít nói chuyện với thôi, ít gặp nhau. Có thể là anh gánh luôn cái phần áp lực của em, anh gánh luôn phần áp lực của em, nên anh mới xa em. Cụ thể thì cái tình huống để các bạn phải quyết định dừng lại cái cuộc hôn nhân đó, nó đến từ những cái diễn biến gì? Tại cái công việc của em á, là từ sáng cho đến chiều tối luôn. Còn công việc của anh là sẽ bắt đầu từ buổi chiều tối cho đến sáng. Hai vợ chồng cứ như là hai cái mặt trời, nó khác nhau hoàn toàn. Chỉ có liên lạc qua điện thoại nhiều. Thì lần đó là em đang đi làm, em thấy không khỏe trong người, em mới muốn là đi về cái phòng trọ tại gần chỗ em làm á, em muốn nằm nghỉ ngơi. Thì vô tình là về lúc đó cửa khóa,
Trong khi đó là em tin nên là anh đi làm về anh ngủ ở nhà, chứ không phải là nhìn thấy là cái cảnh khóa cửa như vậy. Tại buổi sáng mới nói chuyện với nhau mà. Điện thoại với anh thì không được. Em mang cái tâm trạng là ủa anh đi đâu, sao anh không nói cho mình biết. Đây là lần đầu hay là nhiều lần rồi? Ý là trong đầu lúc đó nhiều ý nghĩ lắm. Là anh đi đâu, anh đi đâu thời gian đó, và khi nào anh sẽ về. Là lúc đó tính ra là cưới được mấy năm rồi? Được 9 năm. Là sau đám cưới 9 năm. Em chụp lại hình cái lúc mà em đang ở nhà, để cho anh tin là em có về lúc đó, chứ không phải là em mất hơi hơi. Em nằm nghỉ chút xíu em đi làm lại. Thì nhiều lần như vậy em muốn là chắc chắn hơn là có cái sự việc như vậy không. Thì em cứ cũng cái giả đò anh đi làm đi, anh về anh ngủ nghỉ, anh tắt điện thoại đi. Nhưng mà nhiều lần như vậy thì em về giữa chừng thì cửa khóa. Nhiều lần thì em mới hỏi anh là vấn đề là cái lần đầu tiên là em phát hiện ra như vậy rồi, và 10 lần sau đều như vậy hết. Anh đi đâu, anh làm gì, sao anh không nói cho em nghe mà anh dối gạt em? Thì anh nói là anh đi công chuyện của anh không muốn nói ra để cho em lo lắng. Thì cùng cái thời điểm đó có một cái số điện thoại, nói chung là công kích em á. Nếu như mà sống với nhau không thấy hạnh phúc rồi á, không có gì á, thì chia tay đi. Bản thân em, gia đình em cũng không có gọi gì là tốt lành đó, giữ anh chỉ làm khổ anh thôi. Bản thân em không con cái này nọ kia các kiểu. Thì nhắn tin thôi, em mới gọi lại thì không nghe máy. Thì em mới đem cái tin nhắn đó em về, em hỏi anh là cái người này anh có quen không? Thì anh nói anh không quen. Kể từ lúc đó vợ chồng em gây lộn nhiều hơn. Thành ra là nó rất là buồn, dẫn đến cái tình trạng mà thì em có tự tử. Nhưng mà em cũng luyến tiếc anh nhiều lắm nên em không muốn tự tử thiệt, em chỉ muốn tự tử giả để hù anh thôi. Thì em có uống quá nhiều thuốc, nhưng mà thuốc là thuốc thực phẩm chức năng không mà. Em nghĩ chứ không sao. Nói chung là cũng có ảnh hưởng một phần của thuốc. Em cũng mê man vậy đó. Em giả đò, em nói là em mệt rồi này nọ kia các kiểu. Anh là con người, anh rất là tin cái chuyện tâm linh đó. Nên em nắm thóp được cái điều đó, em mới nói là cái cơ thể em yếu á, nên không còn là em nữa mà là một người khác dựa vô em nói chuyện với anh. Giả dâm nhập đồ ha. Trời ơi. Bởi vậy thì lúc đó anh mới tin thiệt. Rồi dâm nhập vô cái xác nữ này rồi dâm nói gì? Thì lúc đó anh mới, em thấy anh mở cốp xe ra. Anh lấy một cái điện thoại. Cái điện thoại đó em không hề biết sự tồn tại của nó luôn. Vì hai chồng em xài điện thoại đôi, mà cái điện thoại này em nhìn lạ lắm. Thì anh mới lấy cái điện thoại ra, anh gọi cho mẹ anh. Em nghe anh nói chuyện với mẹ anh đàng hoàng luôn là Hương nó tự tử. Mẹ ơi, giờ nó vậy á, nên con không có rảnh con chở Nga lên thăm, lên chơi với mẹ được. Lúc đó em muốn tỉnh liền. Tự nhiên lúc đó dòng nó muốn xuất ra liền luôn. Em muốn tỉnh liền nhưng mà không, em phải làm cho ga nguồn ga ngành, em phải biết rõ ràng. Thì cái lúc đó là em giả đò là một cái bà lão, bà già ở cái dâm đó, ở nhà đó nhập vô nói chuyện. Rồi bây giờ bà lão nói gì nói nghe nè. Em mới giả đò, em hỏi là ủa rồi cái người mà anh ôm trong này nè là ai, có quan trọng với anh không? Thì nó mà không quan trọng á thì anh để cho người ta đi cho tôi mượn xác tôi sống lại cũng được. Thì chồng em mới nói là không, đây là vợ tôi, bà không được làm vậy. Xong rồi cái em cũng hỏi ủa vậy cái người mà tên Nga hồi nãy cậu nói chuyện với mẹ cậu là ai nữa? Thì chồng em cũng nói là vợ luôn. Cái em mới nói một câu ủa thì sao anh đến hai vợ vậy, người nào chính người nào hồ phụ? Chồng em nói hai người, người nào anh cũng thương á. Em hỏi anh lâu chưa? 3-4 năm rồi. Nhớ gạt em 3-4 năm rồi. Từ lúc mà bọn em không có chuyện con cái á, cái dạng nứt nhiều á, là cái thời gian đó đến cái thời gian mà anh quen người đó, đến cái thời tiệm đại là 3-4 năm, ổng mới nói là cái người phụ nữ này có chồng có con hết rồi, nhỏ hơn ổng có 1 tuổi à, có chồng có con lớn hết rồi, nhưng mà xuôi cái chồng bà này bị ung thư mất, để lại cho bả hai người con trai với gia tài dữ lắm. Thì nói chung là cái người phụ nữ đó, người ta trong cái lúc đau buồn giống như em thời gian vậy đó, thì anh đến và yêu thương quan tâm lo lắng người ta, thì người ta cảm thấy là giống như người ta vớt được cái phao á. Thì đến lúc mà yêu đương sâu đậm rồi thì người ta cũng biết là anh có vợ,
Nhưng mà anh nói là vợ này không phải là vợ chính thức, mà vợ cặp ở vậy thôi. Thì cũng là dạng giống như là ở gần đó, cái hồi mà Zalo mình mới nổi lên. À, lại bắt đầu quen ở quanh đây rồi nữa. Bởi vậy trời ơi. Rồi rớt vô đời nhau theo kiểu đó. Đó. Và anh nói với cái cô kia là em với ảnh chỉ là dạng gá lại rồi ở chung thôi. Ừ. Là khi đám cưới các bạn có làm giấy đăng ký kết hôn không? Dạ có, vậy cũng bình thường. Nói chung là chỉ làm nhỏ hơn người ta, người ta không có rinh ráng thôi, nhưng mà giấy tờ vẫn đầy đủ. Cũng lén lút đi làm chứ không phải công khai gia đình biết là đi làm. Ngay cả mẹ chồng em còn không biết mà em làm giấy đăng ký kết hôn. Thì cái chị kia cũng tin. Tin xong rồi cái nắm hóp được cái thời gian đó là chồng em bị áp lực về kinh tế, tại nợ tiền ngân hàng rất là nhiều. Thì cổ mới nói nếu như mà thấy mà sống với em không hạnh phúc á, hoặc là dễ thì thôi đi, về với cổ hai người gầy dựng làm ăn rồi cổ trả nợ cho yên tâm mà làm ăn. Cổ mua nhà mua cửa ở đây luôn cho anh ở, tại vì anh nói là anh không có ở, muốn ở quê. Anh sao anh cũng muốn ở Sài Gòn để đi làm hết. Thì cổ đó cũng muốn mua nhà cho anh ở. Cái người đó là quê chồng thì ở Kiên Giang, nhưng mà gia đình thì cũng ở quận 6. Lên đây thì nói chung là không có tiện ở với gia đình đó, mà mướn phòng trọ ở, mướn khách sạn ở với anh. Thì buổi sáng anh qua vậy đó, rồi đến chiều anh hoành về anh đi làm, anh trở lại là chồng em. Thì cái thời điểm đó căng thẳng lắm, nhắn tin qua lại rồi kể lể khóc lóc sùm hết, hỏi tại sao anh dối gạt em này nọ các thứ các kiểu rồi. Xong cái thời gian đó em quyết phải tìm ra được chân tướng của phụ nữ kia, nói chuyện rõ ràng ba mặt một lời cho người ta biết là anh có vợ rồi. Thì cái lần đó anh cũng về anh điện với em là thôi anh hôm nay không muốn cãi nhau nữa, để anh ngủ, anh mệt mỏi quá. Nói ok cứ tắt máy ngủ đi, em làm. Mà thật sự cái ngày hôm đó em không có đi làm. 4-5 giờ sáng em trốn vào nhà hàng xóm em bệnh á. Vẫn có những người hàng xóm rất là bác ái, 4-5 giờ sáng cho hàng xóm của mình vô ẩn thân. Thấy không? Tin vào tình là nghĩa sớm đi mọi người. Rồi nói chung là cũng chơi thân với em á. Tôi cũng qua kể là chồng em dạo này gì dạ, vậy đó, đúng không? Nên 4-5 giờ tao mới cho mình vô nhà ngồi chờ. Còn nhất chở em đánh ghen đó mà. Trời ơi. Thì lúc đó 4-5 giờ sáng em đứng ở bên nhà người ta á, thì đợi anh 6 giờ 6 mấy anh về anh thay đồ anh đi nữa. Anh vừa mới đi xong là em nhờ cái người đó chở em đi sau lưng anh á. Anh không hề biết, tại vì lúc đó em đâu đi xe em đâu, nó mà đi xe em mà sáng nghi. Anh đi vô khách sạn đó rồi em đi vô xong 15 phút sau mới đi vô heo. Thì em nói với Lễ Tân là em gái của hai cái người tên đó lên đó, thì ở cả hán rồi Lễ Tân họ cũng biết. Nó là đem cơm, đem đồ ăn ở nhà qua thì người ta cũng tin là cho em lên. Chồng em mở cửa cho em là chồng em xám mặt liền, không nghĩ là em sẽ đi đánh ghen mà còn đi một mình á. Thì em cũng gặp mặt người đó em nói chuyện lúc đầu thì còn giữ được bình tĩnh, ai cũng giữ được bình tĩnh á. Nói một hồi không ai giữ được bình tĩnh hết thì người đó mới buông ra một câu, giờ ai có tiền thì có quyền lợi thế hơn. Tình cảm thì cũng mua bằng tiền thôi. Bây giờ trước mắt có đi rồi yêu đương sau tính sau cũng được. Chồng em cũng im lặng vậy á. Anh im lặng từ đầu đến đuôi à. Anh không hề nói gì hết. Lúc đó em nóng quá, em cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Em cũng đứng đó, em quýnh một hai cái vậy thôi. Em nghĩ là kiểu mà người ta sẽ nghĩ là người thứ ba người ta chen vào, người ta có lỗi người ta sẽ không phản kháng không. Hai người em sai lầm, bà đã phản kháng. Đương nhiên. Thì em có cái chiếc chìa khóa trong tay. Em có quơ quào thì trúng đầu trúng mặt. Chảy máu quá trời luôn. Thì cái lúc đó thì chồng em mới la lên rồi đẩy em đi về. Cái em về phòng trọ em. Mấy ngày sau á, anh cũng không về luôn. Mấy ngày sau nữa, anh về nữa thì anh gom hết rồi đạn anh đi luôn. Lúc đó em không có nhà, anh gom hết rồi đạn anh đi. Em về em mới thấy. Được thời gian cái điện thoại anh cũng không nghe, nhắn tin anh cũng không trả lời. Em kêu muốn gì muốn thì về nhà giải quyết. Thì có thiệt là thời gian đó anh có về. Về anh giải quyết với em. Anh nói là cái lần đó em quýnh người ta hơi bị nặng á. Nếu bây giờ người ta đi hôi kiện em thì sẽ khó khăn cho em. Em sẽ dạng giống như là dính vào dòng lao lý này nọ pháp luật. Nên là thôi, bây giờ hai đứa em cũng đã biết chuyện vậy rồi đó. Một là em chấp nhận em sống như vậy, là ý là hai đứa cũng ly dị, nhưng mà anh sẽ qua lại với em.
để cưới cô kia nhưng mà sẽ qua lại với em. Còn không á là trước mắt là ly dị đi để cho người kia không có hư kiện em. Người ta sẽ nghĩ đến cái chuyện mà em chấp nhận buông bỏ để không hư kiện em. Em thì lúc đó em không có sợ đâu, không có sợ là bị hư kiện gì đâu. Nhưng mà trong lòng em tan nát rồi. Nếu như mà giờ có thưa em hay không thưa em thì em cũng không muốn giữ nữa. Em chấp nhận ký giấy ly dị, chia tay. Đồ đạc, tiền bạc gì anh để lại cho em hết. Hay gì nếu mà chia ra thì bán đồ bán đạc anh cũng trả được khoản nợ. Nhưng mà anh không, anh để lại cho em hết. Nói chung là từ đầu đến cuối, từ cái hôn nhân, từ lúc mà bọn em quen cho đến lúc mà bọn em chia tay, hoàn toàn anh tốt với em vô cùng. Anh chỉ sai lầm với em có một lần là anh ngoại tình. 3 năm. Sai lầm có một lần thôi, nhưng mà 3 năm. Chắc do anh quá áp lực. Áp lực về gia đình em, gia đình anh, về con cái, về kinh tế. Sau cái mà thời gian mà bọn em chia tay á, thì em cũng biết được là cũng không có hạnh phúc. Tại vì người đó hoàn toàn lo lắng cho chồng em. Nhưng mà chồng em thì đổi lại là sự hờ. Chưa bao giờ mà la mắng em. Nhưng mà sống với người đó thì lại la mắng người đó. Lúc trước anh sống cho cuộc sống của anh quá nhiều. Anh không hề để tâm đến cha mẹ em. Mà bây giờ cái hôn nhân sau này anh sống vì mẹ anh. Tại vì mẹ anh ngăn cản bọn em rất là nhiều. Mẹ anh nói nếu như anh không bỏ em á, anh không lấy người sau này á, thì mẹ anh sẽ từ anh rồi sẽ chết này nọ kia các kiểu các thứ. Em không muốn tạo áp lực thêm cho chồng em thôi. Em mới nói là bây giờ anh muốn làm gì anh làm, xin đừng nghĩ đến em nữa. Chị rất là thắc mắc cái khó khăn về kinh tế và cái khoản nợ mà như em nói, nó đến từ cái việc là chữa trị cho em. Dạ đúng rồi. Nói chẳng hạn là hai đám cưới á, cha mẹ cũng không bằng lòng đâu chị. Nên cái chuyện, mọi chuyện là đều là do anh xoay sở, anh làm cho em để bằng người ta hết á. Nên là cái thời gian đó anh đi làm, cái mức lương anh cũng cao. Anh cũng vay được tiền ngân hàng, cũng được một khoản. Chi phí rất là nhiều, về đám cưới, về chữa bệnh cho em. Rồi cái chuyện mà hai đứa ra ngoài sống riêng cũng phải sắm sửa đồ đạc này nọ. Rồi nói chung là anh không có để cho em hiếu hốn gì đó. Thành ra nó vô tình, nó tạo một cái khoản nợ rất là lớn, cái áp lực cho anh. Mà anh là không chia sẻ em cái vấn đề mà anh đang nợ. Cái chuyện mà không có con nó làm cho em bận tâm quá nhiều. Mà em không hề để tâm đến anh. Cứ nghĩ là mình đang phải chịu đau một mình thôi. Mới chịu đau cái nỗi đau mà mình không có con thôi. Vô tình quên đi cái sự hiện diện của anh. Quên đi cái sự mà áp lực anh đang gánh. Cái nỗi lo anh đang lo. Dần già hai bọn em xa nhau rồi nào cũng hay. Thực ra cái mong muốn có con là đến từ phía em nhiều hơn hay phía ảnh nhiều hơn? Cả hai chứ gì. Anh rất là mong có một đứa con nơi em. Thì anh rất là thương em. Anh muốn là tính chuyện lâu ở với em, ở đời, ở kiếp. Chứ không phải là ở chị ấy. Nhưng mà mẹ chồng em nói một câu gì nè. Nếu như mà hai đứa đã không có con rồi, hôi nhau đi. Nếu như mà hai đứa đã không có con rồi, hôi nhau đi. Không có gì gọi là liên kết hay là níu kéo, không có gì ràng buộc á. Mắc gì cứ phải ở rồi lo lắng rồi này nọ, tốn kém này nọ, khổ mình. Rồi điều kiện kinh tế người đó cũng hơn em nữa. Người ta có một cái khoản mà thừa kế của chồng người ta rất là lớn. Nói chung là mua nhà để cho anh ở được, người ta làm được cho anh. Còn em thì không làm được cho anh vấn đề đó. Tại vì bên cạnh em, anh chỉ lo lắng cho em thôi chứ em không hề lo lắng cho anh. Anh làm tất cả vì em. Cái thời điểm đó là sao đâu? Em rất là, cái tính em rất là trẻ con á. Tại còn trẻ em rất đó là trẻ con. Đó mới là con. Câu chuyện đó. Anh chưa bao giờ làm cho em cảm thấy phiền lòng. Em cảm thấy mình rất là được yêu thương trong thời gian đó. Đúng không? Bởi vì đơn giản là hai bạn có gặp nhau được nhiêu đâu. Vì sao em quyết định có mặt ở đây rồi mà vẫn cái chuyện mà em không có xuất hiện cái gương mặt của mình á thì em lý giải rồi. Nhưng mà đã quyết định không có xuất hiện gương mặt thì tại sao lại muốn chia sẻ câu chuyện của mình? Cái điều gì trong cái câu chuyện của em mà em cảm thấy là nó cần được cộng đồng biết?
em không xuất hiện á là đã biết là vì cái người chồng của em ha, an ổn của ảnh. Còn giống như em không, em muốn cái chia sẻ thật tâm thật lòng cái chuyện của mình á, em nghĩ là đối với cái xã hội bây giờ, cái giới trẻ bây giờ nó không có như cái giới trẻ mà cái thời gian của em, nhưng mà em muốn là chia sẻ cái công việc của mình. Nếu như mà bạn nào đã đang và sắp trải qua cái cuộc tình giống như em á, thì rút ra kinh nghiệm này vậy, mình phải lớn trong cái tình yêu của mình, chứ đừng nghĩ yêu hoài, cứ trẻ con hoài, mình lệ thuộc vào quá tình yêu, mình không chịu lớn lên á, đến lúc mà người ta rời đi mình á, mình sẽ bị hụt hẳn, mình sẽ bị đau buồn này nọ, cái kiểu mình bị chơi dơi bơ dơ giữa cái cuộc đời này, bắt đầu mình lại bắt đầu từ lại từ đầu, là đến cái thời điểm mà mình, cái số tuổi mình đã quá lớn rồi mà mình mới bắt đầu mình lớn theo cái cách suy nghĩ về cuộc sống thì nó là quá trễ. Thực ra người ta chịu bỏ đi để mình có một cú đau chí mạng để còn kịp trưởng thành, đúng nó rồi, cũng chưa tệ lắm thành, đâu. Dạ. Cái tệ đó là người ta không đi, nhưng người ta ở lại và người ta mỏi mệt với cái sự trẻ con của mình, nó còn kinh khủng nữa. Nhưng mà chị rất là cảm ơn cái chia sẻ này của em, tại vì chị cũng sợ hãi cái quan điểm này của các bạn nữa. Đúng. Đó là yêu đúng người thì bạn không cần phải trưởng thành. Không cần phải trưởng thành. Trời đất ơi, làm con người không làm, tính làm dông nhi, tính làm cu ma thông hay gì mà hả, không cần trưởng thành, rồi như vậy hoài, nuôi hoài có nhiêu đó hoài. Nên thôi nha, nói chung thì các bạn cũng dùng câu này theo kiểu ngôn tình thôi. Đúng rồi. Nhưng mà thực sự hãy nghĩ rằng sự trưởng thành của chúng ta nó là một đặc quyền đặc lợi của mình, và nó giúp cho các bạn giữ cái cuộc tình đó nó chất lượng hơn. Xong có nhiều bạn nói nhưng mà mình trưởng thành quá, cái mình không còn muốn yêu cái người đó nữa. Ôi vậy thì về bản chất là tại vì cái đứa đó nó không xứng đáng để mình yêu, không có liên quan gì tới sự trưởng thành của mình đó, đó. Đừng có coi cái sự trưởng thành của mình là một cái gọi là một cái dạng tội nợ, là một cái lỗi lầm gì của mình hết. Bạn cần phải trưởng thành, và may quá nhờ trưởng thành mà tôi nhận ra cái đứa này là mình nên chấm dứt với nó. Nếu mà mình có hoài trẻ con mình không trưởng thành á thì đâu biết được cái sự đối phương á, người ta có chịu đựng đến cái lúc mà đợi mình trưởng thành hay không. Đúng rồi. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi vào mỗi tuần trong khung giờ rất là quen thuộc của Ai Cũng Có Chuyện. Tuần này là một câu chuyện mình nghĩ rằng cũng không phải là một câu chuyện mang tính cá biệt đâu. Vẫn sẽ có những cái hình ảnh, những cái tình tiết mà mình tin có rất nhiều người đã, đang trải nghiệm. Và quyết định về nó như thế nào thì hy vọng rằng là mỗi người chúng ta trong cái hoàn cảnh của mình sẽ có những cái sự thay đổi kịp thời, chất lượng để mình có thể trước tiên là sống cái cuộc sống của mình nó tốt hơn. Và sau đó kế tiếp đó là cùng chăm bón cho cái mối quan hệ mà mình đang có, nó được khỏe mạnh hơn mỗi ngày để tất cả chúng ta đều được hạnh phúc. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại vào tuần sau.